Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi thì trước hết Thuận hy vọng các bạn và gia đình đã có một cái cuối tuần vui vẻ và cuối tuần qua đó thì cũng khá là im lặng các bạn chúng ta có một vài thông tin thường muốn chia sẻ nhưng mà nói chung thì cũng khá là im lặng về mặt giá cả đó thì các bạn thấy hôm nay lúc mà thường làm video này thì giá cả cũng đã có cái sự tiến triển lạc quan hơn chúng ta sẽ nói về tình hình thị trường một lát nữa và đương nhiên mỗi chủ nhật đó thì chúng ta sẽ cùng nhau trước hết nhìn xem coi là tuần này sẽ có những cái sự kiện tài chính lớn nào và tuần này đó không giống như tuần vừa rồi tuần vừa rồi cũng khá là im lặng các bạn nhưng mà tuần này chúng ta có rất là nhiều những cái sự kiện tài chính lớn liên quan đến GDP ở Hoa Kỳ nghĩa là tổng sản lượng quốc nội chúng ta cũng sẽ nói tới phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ chúng ta cũng sẽ có cái dữ liệu liên quan đến phần trăm lạm phát PC tại Hoa Kỳ và tuần này cũng là tuần mà chúng ta sẽ nhận được cái quyết định lãi suất đến từ ngân hàng trung mưu Nhật Bản. Đây là những gì mà mình Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Và đương nhiên chúng ta cũng sẽ cùng nhau trung bình giá cao Demo mỗi Chủ nhật xem coi là tên bây giờ như thế nào. Nhưng mà trước hết á, chúng ta cũng đã thấy ngay thời điểm này đó thì hợp đồng tương lai nghĩa là thị trường futures ở Hoa Kỳ đã mở cửa và chúng ta đã có ba chỉ số futures bây giờ đó là đang một màu xanh các bạn. Chúng ta có chỉ số Nasdaq futures xanh nhất là tăng 0.61% chúng ta có chỉ số S&P Futures tăng 0.52% và Dow Futures tăng 0.44%. Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó hiện bây giờ lại một lần nữa dưới 70 đô các bạn, 68 đô 80 sen đã giảm 4.15%. Về cái mặt này đó thì đó là điều chúng ta muốn thấy Tại vì chúng ta không muốn thấy lạm phát tăng cao trở lại Thì chúng ta muốn thấy giá dầu mức thấp Và bây giờ đó còn thấp hơn là cái mức trung bình Chúng ta đã thấy trong vòng 2, năm qua các bạn dưới 70 đô hợp đồng của vàng đó thì nói chung cũng không có thay đổi nhiều các bạn giảm nhẹ một chút mà thôi nhưng mà vẫn hơn 2.700 đô cái mức cũng là rất là cao rồi các bạn và chúng ta cũng đã thấy là tính riêng Bitcoin đó thì chúng ta cũng đã thấy Bitcoin đã trở về cái mức là khoảng 68.000 đô cái mức mà chúng ta đã đạt được trước khi mà có những cái thông tin phết vào ngày thứ sáu các bạn chúng ta đã nhớ là thứ sáu chúng ta nhận được hai thông tin phết lớn liên tục đó chính là liên quan tới Tether bị điều tra và thứ hai là liên quan đến Israel và Iran và các bạn cũng đã thấy được là hai cái thông tin phết này liên tục với nhau đã đẩy giá Bitcoin từ cái mức là khoảng 68.000 đô xuống chỉ còn có 65.500 đô mà thôi nhưng mà Bitcoin cũng đã nhanh chóng hồi phục về cái mức là khoảng 66-67.000 đô và mới đây thì một lần nữa đã giá về cái mức là gần 68.000 đô các bạn cho nên chúng ta mới nói đây là tin tức phết Phết không có nghĩa là tin tức giả các bạn Cũng có thể là tin tức thật Nhưng mà cái cách mà được chia sẻ đó Là để gây cái sự lo lắng Tuyệt độ trên thị trường Dẫn đến người ta bán tháo các bạn Chúng ta cũng đã từng nói đến đề tài này Trong những video trước đây rồi Nhưng mà các bạn thấy được là giá bây giờ cũng đã trở về cái mức là 68.000 đô Có một cái gì đó Gần đây các bạn nhìn thấy được là Khi mà giá lên tới 68-69.000 đô đó Thì là bị khẩn lại Cũng có thể là chỉ đơn giản là có một số bạn có lời Và muốn chốt lời các bạn hay là những bạn nào mà đã mua ở những cái mức cao như là 69.000 đô đó thì khi mà giá trở về cái mức đó đó là một cây rào cản tâm lý mà một số bạn muốn bán Bitcoin ở cái mức đó. Nó cũng tương tự như chúng ta đã nhìn thấy hồi năm 2020 các bạn khi mà giá lên tới cái mức 20.000 đô đó thì đã bị khựng lại nhiều lần phải tốn nhiều lần chúng ta mới qua được 20.000 đô thì lý do cũng đơn giản các bạn tại vì một số người đó họ đã lưu trữ Bitcoin từ năm 2017 những bạn nào mà lo lắng đó thì họ đã hoảng loạn bán vào năm 2018 19 còn một số bạn đó thì có thể đã lưu trữ cho đến năm 2020 khi mà giá trở lại cái mức đó đó thì một số bạn đã quyết định là sẽ bán Bitcoin và không tiếp tục lưu trữ Bitcoin nữa và cái lực bán đó, đó rồi cũng sẽ từ từ dịu đi các bạn khi mà những người nào mà cần bán hay là muốn bán họ bán thì sau đó cũng sẽ không còn được bán nữa, nữa các bạn nếu như mà các bạn tin đó là chuyện đang xảy ra hiện bây giờ còn về việc là các bạn nghĩ là đang có một ai đó đang thao túng giá thì đó là chuyện khác nữa các bạn và những người mà họ mua ở mức thấp đó những bạn mà mua ở những mức giá như là 3.000 đô 4.000 đô 5.000 đô đó thì khi mà nó lên tới mức 20.000 đô thì đó là một cái phần lời rất là lớn rồi đối với rất nhiều bạn và cũng tương tự các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là cái đường đi của Bitcoin đó trong vòng 2 năm qua thì đã đi từ cái mức 15.000 đô các bạn thì thường zoom ra để các bạn thấy rõ hơn chúng ta đã ở cái mức thấp một thời gian rất là dài rồi năm 2022 các bạn nhìn thấy chúng ta ở cái mức là dưới 20.000 đô từ tháng 11 mãi cho đến là tháng 1 của năm 2023 và chúng ta cũng thấy được là giá vẫn tiếp tục ở cái mức thấp giống như là ở mức 20 tới 30.000 đô mãi cho đến khi nào các bạn mãi cho đến khi mà chúng ta có những cái thông tin lạc quan liên quan đến khả năng Bitcoin Smart ETF có thể được thông qua đó chính là vào tháng 10 năm 2023 khi mà chúng ta nói tới là một số bạn có lời và chúc lời bây giờ đó là điều hiển nhiên thì có nhiều bạn nói là lời cũng đâu có bao nhiêu đâu thì có thể là họ chúc non thật ra chúc non hay là chúc già chỉ là một cái khái niệm mà thôi các bạn và sự thật đó thì chúc non hay là chúc già nó còn phải dựa vào là các bạn lời bao nhiêu. Tương tự như là một bạn nào đó đầu tư vào Bitcoin ở cái mức bây giờ. Thì nếu như mà giá Bitcoin lên tới 100 40.000 đô thì các bạn lời gấp đôi nhưng mà một bạn nào đó đầu tư Bitcoin ở cái mức giá là khoảng chừng là 15.000 đô thì khi Bitcoin lên tới 30.000 thì đã là lời gấp đôi khi Bitcoin lên tới cái mức bây giờ đó thì đã lời hơn gấp 4 rồi các bạn thì nếu như chúng ta nhìn cái cành như vậy đó thì chút lời hay chút non nó không có liên quan đến giá hiện bây giờ là bao nhiêu mà cái phần lời của những người mà đầu tư trước đây là bao nhiêu các bạn và có rất là nhiều người không phải là ít đâu các bạn thường biết là có rất nhiều bạn tham gia vào thị trường này và cùng thuận capital đã đầu tư một khoảng thời gian dài rồi lúc nào cũng như vậy bitcoin đó thì dành nhiều thời gian ở cái mức thấp hơn là mức cao cho nên chúng ta mới thấy được là thị trường này đó thường chỉ có cái sự sôi động trong vòng một năm rưỡi thôi nhưng mà còn hai năm rưỡi còn lại đó thì khá là ảm đạm nhưng mà nhìn lại đó những cái thời điểm ảm đạm đó là những cái thời điểm cơ hội để các bạn có thể tích lũy dài hạn nếu như các bạn có lòng tin vào Bitcoin. Các bạn nhìn thấy được là Bitcoin luôn cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Nó đã cho chúng ta cơ hội vào năm 2022, mãi cho đến cuối năm 2023 giá nó mới tăng các bạn. Nó cho chúng ta cơ hội là gần 2 năm trời để mà tích lũy. Và chúng ta nhìn thấy được là năm 2018-19 cũng như vậy. Bitcoin cho chúng ta cơ hội là 2 năm trời để mà tích lũy. Cho nên gần đây đó khi mà giá lên tới mức là 69.000 đô đó chính là cái đỉnh cũ các bạn. Tuy chúng ta cũng đã phá đỉnh cũ, lập đỉnh mới năm nay vào hồi tháng 3 các bạn trước khi mà có Bitcoin ETF nhưng mà cái đó đối thuận đó nó chỉ là một cái phản ứng mạnh tạm thời tại vì chúng ta có cái lực mua đến từ Bitcoin ETF tại vì khi vừa được thông qua đó cái dòng tiền rất là mạnh các bạn cái dòng tiền đó đã được đè nén bao nhiêu năm qua khi mà có sản phẩm Bitcoin ETF nó đã dồn dập đổ vào thị trường này dẫn đến là chúng ta có cú sốc nguồn cung đẩy giá Bitcoin đạt đỉnh mới trước khi mà có hai bình đây là hiện tượng lần đầu tiên xảy ra nhưng mà sau đó đó chúng ta cũng thấy thị trường cũng đang ngồi trở lại và nếu chúng ta nhìn vào giá bây giờ đó là coi như cuối tháng 10 đi cuối tháng 10 ở mức là 67.800 đô và chúng ta cũng đã chạm 69.000 đô gần đây rồi thì coi chúng ta cũng đang ở cái đỉnh cũ vào cuối tháng 10 thì khi mà chúng ta trở lại năm 2020 nếu các bạn tin chu kỳ 4 năm đó thì năm 2024 này là tương đương với năm 2020 của chu kỳ trước thì cái thời điểm cuối tháng 10 đó giá là bao nhiêu thì tôi thường cho các bạn thấy được cái thời điểm này đó cuối tháng 10 thì lúc đó giá đâu đó đạt khoảng chừng 13.000 đô các bạn khoảng chừng là 13.000 đô, 12, 13.000 đô ở trong phạm vi này và các bạn cũng đã thấy được là sau đó chúng ta cũng thấy giá đó đã, đã tăng vọt lên và nhanh chóng trở về cái đỉnh cũ vào cái thời điểm là tháng 12. Thời điểm bây giờ đó chúng ta gần kết thúc tháng 10, chuẩn bị bước qua tháng 11. Nếu như chúng ta nhìn vào góc cạnh vào 4 năm đó thì cái giá bây giờ so với lại cái mức giá của cái thời điểm cuối tháng 10 đầu tháng 11 của năm 2020 thì nó cũng gần như tương tự như nhau các bạn. Cái thời điểm mà chúng ta sắp sửa trở về cái đỉnh cũ, pha đỉnh cũ là đỉnh mới. Đó chính là dựa theo chu kỳ mà 4 năm thì cái giá bây giờ nó cũng cỡ đó tương đương như là cái thời điểm giá của năm 2020 khi chúng ta tính theo chu kỳ mà 4 năm. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với tình hình ngày hôm nay thì các bạn nhìn thấy được là Bitcoin cũng có cái sự phản ứng tốt ngày hôm nay các bạn nhìn thấy được là giá tăng 1.3%. Chúng ta cũng có nhiều altcoins cũng tăng các bạn. Dựa theo con rồi là chúng ta có Solana cũng tăng 3.2%, BNB tăng 1% các bạn. Ethereum thì tăng 1%, chúng ta có XRP thì tăng 0.6%, chúng ta cũng có Dogecoin tăng 4.6%, nói chung đó là một ngày mà có nhiều màu xanh ở trên thị trường như là các bạn nhìn thấy trên Crypto Bubbles. Và Thuận cũng muốn dành một ít thời gian để mà nói về meme không một lát nữa với các bạn Tại vì có một cái bài chia sẻ đến từ Nick Carter các bạn Nick Carter đó chính là người dẫn đầu của cái công ty đầu tư Castle Islands Và Nick Carter cũng đã chia sẻ một cái suy nghĩ về meme coin Và cái suy nghĩ của Nick Carter đó là nhiều người trong thị trường crypto này muốn thấy Trump đắc cử Tuy nếu như mà Trump đắc cử là một điều tốt đối với thị trường crypto nhưng mà không hẳn là tốt với là all coins thì tại sao nick Carter lại nói như vậy thường như chia sẻ một lát nữa với các bạn nhưng mà trước hết chúng ta hãy nhìn vào những cái sự kiện kinh tế quan trọng trong tuần này và đây là cái ngày tính theo hoa kỳ các bạn và tuần này đó là một tuần là khá bận rộn chỉ thường như chia sẻ có những cái dữ liệu như là chỉ số lạm phát pce dữ liệu thất nghiệp từ hoa kỳ và quyết định lãi suất từ ngân hàng nhật bản chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày thứ ba tại vì ngày mai hoa kỳ cũng không có cái lịch cho những sự kiện gì lớn bắt đầu từ ngày thứ ba chúng ta có chỉ số giá nhà S&P Case-Shiller cho 20 thành phố xem coi tình hình giá nhà như thế nào các bạn nhất là chúng ta nhìn thấy sau khi mà Fed giảm lãi suất thì lãi suất cho vay mua nhà lại tăng chứ không phải là giảm chúng ta hãy xem coi là tình hình giá nhà như thế nào chỉ số niềm tin người tiêu dùng và số lượng tuyển dụng nói chung ba cái thông tin ngày thứ ba này nó cũng không phải là lớn lắm đâu các bạn nó cũng không phải là những cái thông tin mà có thể gây cái sự ảnh hưởng đến thị trường ngoài cho chúng ta có một cái chỉ số nào nó quá là sốc mà thôi chứ nếu không nó cũng không phải là những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường chúng ta hãy bắt đầu từ ngày thứ tư ngày thứ tư đó thì chúng ta có dữ liệu việc làm từ adp đây là công ty biên chế tư nhân các bạn chúng ta muốn xem coi là họ sẽ có những cái chỉ số gì liên quan tới việc làm ở hoa kỳ tăng hay là giảm và quan trọng hơn đó chúng ta có hai thông tin đó chính là gdp ở hoa kỳ ước tính gdp của quý 3 mới đây là 3.2%, tháng trước đó là 3% các bạn, trước đó là 3% trong phần tháng trước, trước đó là 3%, ước tính là 3.2%, chúng ta muốn xem coi là tổng sân lượng quốc đội của Hoa Kỳ như thế nào, có như là ước tính hay là không và quyết định lãi suất của ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ không thay đổi các bạn. Mọi người đều có lòng tin là ngân hàng Nhật Bản sẽ không có tăng lãi suất tại vì chúng ta cũng đã thấy là thủ tướng mới của Nhật Bản đã cũng đã nói là sau khi bàn bạc với lại ngân hàng trung ương thì đã quyết định là sẽ không có tăng lãi suất trong thời gian này chúng ta phải chờ cái thông báo chính thức vào ngày thứ tư xem cơ họ có giữ cái thông điệp đó hay là không chúng ta thấy được là ngày thứ năm tại hoa kỳ có chỉ số lạm phát pce thì ước tính là 2.1% phần trăm và tháng trước là 2.2% phần trăm Core PCE ước tính là 2.6% tháng trước và 2.7% Có nghĩa là chúng ta muốn thấy chỉ số phần trăm lạm phát PCE giảm một chút các bạn Chúng ta cũng nên nhớ là mỗi một tháng chúng ta có hai chỉ số phần trăm lạm phát CPI và PCE CPI là ở đầu tháng, PC là cuối tháng Thì 2% này đó nó đều đo lường hàng tiêu dùng ở Hoa Kỳ Nhưng mà nó có hai cái đo lượng khác nhau nhưng mà xu hướng nó thì thường sẽ giống nhau các bạn chúng ta thấy được là bây giờ ước tính PC sẽ giảm xuống và chúng ta cũng sẽ có cái thông tin liên quan tới yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu thứ sáu ngày 1 tháng 11 chúng ta sẽ có tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ ước tính là 4.1 và tháng trước cũng là 4.1 nghĩa là chúng ta đang kỳ vọng là phần trăm thất nghiệp Hoa Kỳ không có trở nên tệ hơn giữ nguyên ở cái mức như là cái tháng trước đó và ngày thứ sáu sẽ cũng có cái thông tin liên quan tới việc làm phi nông nghiệp các bạn thì thuận viết chung với nhau là tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ nhưng mà chúng ta thường sẽ có hai thông tin đi kèm với nhau phần trăm thất nghiệp và cái con số liên quan tới việc làm phi nông nghiệp thì đây là cái chỉ số chính thức được chia sẻ bởi chính phủ Hoa Kỳ ngày thứ tư đó như được chia sẻ đó là cái dữ liệu việc làm từ công ty biên chế tư nhân mà thôi nó là một cái gì đó cho chúng ta biết trước tương lai nó có thể như thế nào nhưng mà cũng không phải là một cái dữ liệu mà hoàn toàn chính xác cái các bạn quan tâm nhiều hơn đó chính là thứ sáu phần trăm thất nghiệp và cái số lượng là việc làm phi nông nghiệp Nói chung tuần này là một tuần mà chúng ta thấy có rất là nhiều dữ liệu kinh tế lớn. Nó có sự ảnh hưởng liên quan đến thị trường. Tất cả những cái mà thuận để cái emoji cái lửa đó là những cái thông tin mà các bạn cần phải quan tâm. Nó sẽ có sự ảnh hưởng đối với thị trường. Và chúng ta cũng tiến rất là gần đến ngày bầu cử Hoa Kỳ rồi các bạn. Chỉ còn 8 ngày nữa thôi. 8 ngày. 7 giờ nữa là sẽ đến ngày bầu cử tại Hoa Kỳ Mọi thứ diễn ra rất là nhanh luôn Thường cảm thấy như là chúng ta vừa mới nói đến năm 2024 chúng ta đang nghĩ đến là Bitcoin ETF có được thông qua hay là không chưa gì hết đó. đã gần kết thúc được các bạn chúng ta đã được chưa gì hết đã đến cái ngày bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ rồi và lần này là một trong những lần bầu cử tổng thống mà nó có rất sức ảnh hưởng liên quan đến thị trường crypto các bạn tại vì chúng ta cũng đã thấy là trong hai ứng cử viên thì một trong hai người cực kỳ một crypto các bạn đó chính là cựu tổng thống Donald Trump còn bên phó tổng thống Kamala Harris thì vẫn đối thuận trên mặt mờ các bạn không có nói rõ về quan điểm của mình mặc dù là một số những cái người trong thị trường crypto này mà ủng hộ Kamala Harris thì cũng đã chứng nhận thị trường nói là đã có cuộc nói chuyện với lại bên của Harris và bên của Harris nói là sẽ có cái sự ủng hộ đó về lại crypto sẽ không tiếp tục con đường của chính quyền Biden và không tiếp tục cái chính sách của SEC Gary Gensler nữa chúng ta phải chờ tương lai có câu trả lời. Ngay bây giờ đó thì nếu như các bạn muốn biết ai đang nắm phần thắng cao hơn đó thì chúng ta có hai cái thông tin nó không có đồng thuận với nhau. Chúng ta có đã từng nói đến thứ nhất đó chính là những trang web cá cược như là Polymarket hay là Smartmarket, Predicted, Betfair. Đây là những cái trang web cá cược các bạn thì đối với trang web cá cược ta phần lớn nghiêng về là cựu tổng thống Donald Trump 61.2% các bạn và Kamala Harris là 38.3% hiện bây giờ. Đương nhiên đây chỉ là trang web cá cược mà thôi. Và theo thường biết đã nhiều trang web này thì người dân Hoa Kỳ không thể trực tiếp để mà tham gia vào được. Thường không biết là có bao nhiêu người có thể tham gia vào, có thể họ sử dụng VPN hay gì đó. Nhưng mà các bạn nhìn thấy được là tiền ở trên những trang web này thì lại nghiêng về là thông thống thống Donald Trump với một khoảng cách rất là lớn luôn các bạn, 61 và 38%. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào những cái khảo sát từ những cái nguồn như là Bloomberg đó, thì các bạn nhìn thấy được là 48.1% thì nghiêng về Harris. 47.4% là nghiêng về Trump thì coi như cũng ngang ngửa với nhau các bạn, cách nhau không phải xa lắm. Thông chỉ có thể chia sẻ cả hai thông tin với các bạn để các bạn có thể nắm bắt được là như thế nào. Còn tin vào cái nào là tùy mỗi bạn mà thôi. Chúng ta phải chờ đến ngày bầu cử mới biết được kết quả là như thế nào. Và như tôi đã từng chia sẻ với các bạn rất là nhiều lần và thường muốn lặp đi lặp lại tại vì chúng ta đã gần đến ngày bầu cử rồi. Kết quả bầu cử sẽ có các sự ảnh hưởng ngắn hạn đối với thị crypto đó đương nhiên rồi các bạn chúng ta cũng đã trải qua 4 năm mà phải đấu tranh liên tục thì cũng khá là mệt mỏi tuy chúng ta cũng đã có những cái tiến triển rõ rệt liên quan tới sự uh, trưởng thành của thị trường crypto này chúng ta cũng đã có bitcoin spot etf sau 10 năm đấu tranh và cũng đã có bitcoin spot etf và cả ether etf dưới cái sự quản lý cắt khe của sec gary Chancellor và chính quyền của tổng thống joe biden thì đương nhiên chúng ta muốn 4 năm tới đây nó sẽ tốt hơn dễ dàng hơn để thị trường phát triển còn nhanh hơn nữa nhưng mà cho dù kết quả ra sao đi nữa về dài hạn thị trường này vẫn sẽ tiếp tục nếu chúng ta cần phải phấn đấu cần phải chiến đấu chúng ta nhất định sẽ tiếp tục thị trường này sẽ tiếp tục tiến tới cho dù là dưới quyền quản lý của bất kỳ ai các bạn và 15 năm qua là một dẫn chứng và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là CoinX và CoinX là một trong những sàn quen thuộc trên kênh mà các bạn có thể đã thấy thường xuyên. Đây là một sàn giao dịch đa dạng các cặp giao dịch crypto spot cũng như đòn bẩy cho các bạn đầu tư cũng như là các trader chuyên nghiệp và đề thông điệp từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay có 3 chương trình. Hôm nay đó chương trình đầu tiên CoinX mang đến cho các bạn là chương trình khuyến mãi đặc biệt CoinX Brand Day tận dụng tài sản ngàn rỗi tìm hiểu và kiếm 1.000 bé thượng quản lý tài chính tổng lượng airdrop là 10.000 USDT Thời gian là 24 tháng 10 tới ngày 28 tháng 10 năm 2024. Chương trình thứ hai là tham gia thi đấu xếp hạng khối lượng giao dịch để giành phần thưởng 15 triệu Casper đang chờ bạn. Thời gian diễn ra là 17 giờ ngày 21 tháng 10 cho đến 17 giờ ngày 28 tháng 10 giờ UTC cộng 7. Thứ ba là ưu đãi trong thời gian có hạn. Bạn có thể đăng ký và nhận 100 USDT tiền thưởng cho người dùng mới yêu cầu tất cả người dùng đăng ký COEX trong khoảng thời gian từ ngày hôm nay cho đến 7 giờ ngày 9 tháng 11 năm 2024 giờ UTC 07 đều có thể tham gia Phần thưởng đó thì các bạn có thể hoàn thành những nhiệm vụ trong cái khu vực người dùng mới và nhận vé thưởng lên tới 100 USDT. Số lượng vé có hạn cho nên ai đến trước sẽ nhận trước. Và trên đây là những chương trình hấp dẫn đang diễn ra trên CoinX. Các bạn quan tâm đó có thể theo dõi trên mạng hội của CoinX để không bỏ lỡ những chương trình. Và chi tiết cũng sẽ nằm trong phần mô tả của video này cho những người nào quan tâm. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với lại những thông tin ở bật trong video ngày hôm nay chúng ta cũng có một cập nhật liên quan tới Tether thì các bạn cũng đã thấy được là Tether đó thì nói cái bài viết ngày thứ sáu đến từ Wall Street Journal đó chỉ là họ sử dụng những cái thông tin cũ mà thôi rồi họ xào tới xào lui dẫn đến cái sự lo lắng trên thị trường chứ còn Tether đó thì bản thân họ nếu như mà bị điều tra bởi cơ quan Hoa Kỳ thì họ phải biết chứ tại sao họ lại không biết đó là cái sự chia sẻ đến từ Tether các bạn và Tether nói đó là họ đang lưu trữ 82.454 BTC và 48,3 tấn vàng thì có một số bạn khi mà đọc như vậy đó thì quy ra tiền lại nói là wow Tether không có đủ tiền để mà đảm bảo cái số lượng đồng theo đời trên thị trường là lên tới một trăm mười mấy một trăm hai mươi tỷ lần nhưng mà không phải các bạn đây chỉ là cái số tài sản mà họ có riêng mà thôi chứ còn nếu chúng ta nhìn vào cái báo cáo hồi tháng sáu đó đến từ công ty kiểm toán video video là công ty kiểm toán lớn thứ năm các bạn và đây không phải là một cái thông tin kiểm toán mà video cung cấp dịch vụ cho theo đời chính là dịch vụ chứng chỉ có nghĩa là họ chứng nhận ngày hôm đó Tether có bao nhiêu tiền thì đây là cái thông tin mới nhất các bạn vào tháng 6 đó là cho quý 2 còn quý 3 đó chúng ta vẫn đang chờ nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là quý 2 đó thì lúc đó tổng cộng là có 112 tỷ đô la đồng USDT trên thị trường tổng số USDT cộng với nợ đó thì theo là 113 tỷ nhưng mà họ có cái tài sản tính tới quý 2 là 118 tỷ ít nhất là ở cái thời điểm mà được chứng nhận bởi công ty kiểm toán BDO các bạn và đương nhiên tới bây giờ đó thì họ đã có thêm đồng USDT trên thị trường rồi à, trong vòng mấy tháng qua đó thì đã có thêm đồng USDT được in ra bây giờ đã lên tới vốn hóa là 120 tỷ chúng ta phải chờ cho đến cái quý 3 báo cáo thì mới biết được là họ có bao nhiêu tài sản mà đương nhiên 118 tỷ hồi quý 2 đó thì họ đã tính luôn cái số lượng Bitcoin họ có và cái số lượng vàng mà họ có tính tới quý 2 đó thì cái số lượng khôi và vàng đó thì cả hai cộng lại các bạn nhìn thấy được là khoảng 4 tỷ 7 khôi và vàng đó thì họ có khoảng chừng là cũng gần 4 tỷ thì coi như Chúng ta cho là khoảng 8 tỷ rưỡi đi các bạn, khôi và vàng. Còn lại đó thì họ có những tài sản như là tiền mặt, và quan trọng nhất là họ có cái số lượng công trái phiếu Hoa Kỳ rất là nhiều Hơn 80 tỷ đô la các bạn Rất là nhiều luôn Đó là những tài sản mà Tether có Thì một số bạn hỏi thuận là công ty Tether có thể kiện Wall Street Journal Vì việc là họ đưa cái tin không đúng sự thật hay là không Thì câu trả lời là được các bạn ai cũng có thể kiện bất kỳ ai ở Hoa Kỳ này Nhưng mà kiện sẽ tốn kém tiền bạc và tốn kém thời gian và thật ra đó Wall Street Journal thì họ nói là họ nhận được cái thông tin nội bộ nếu như mà thông tin đó sai thì họ cũng không phải là cố tình các bạn họ đưa tin với tiêu chuẩn cũng như là tất cả những tin khác dựa vào những cái thông tin nội bộ mà thôi thì cho dù có thắng được thì cũng không có lợi ích gì chỉ tốn tiền và tốn thời gian mà thôi và sự thật đó chúng ta cũng nên biết là ở Hoa Kỳ đã có rất là nhiều những đơn vị khác nhau. Theo đó trên căn bản cũng không thể nào biết hết được là họ có thật sự đang bị điều tra bởi đơn vị nào hay là không. Giả sử như sự thật là Tether thật sự là đang bị điều tra một đơn vị nào đó, có thể là không phải là bộ tài chính mà một đơn vị riêng lẻ nào đó mà chúng ta không có để ý đến thì điều đó cũng có thể các bạn bị điều tra cũng không có nghĩa là Tether đã làm gì sai hay là cũng không có nghĩa là sẽ dẫn đến kiện tụng hay gì hết, chỉ là một đơn vị nào đó đang tìm hiểu xem Tether có làm gì sai trái hay là không và các bạn cũng đã nhớ đó là cái vụ của Binance các bạn đã nhớ là lúc đó đó thì chúng ta cũng không nhận được bất cứ thông tin gì ngay cả sàn Binance cũng đã nói là họ không có bất cứ cái thông tin gì liên quan tới việc là họ bị bộ tài chính điều tra nhưng mà cuối cùng đó thì họ thật sự Tại vì Bộ Tài chính điều tra các bạn mới dẫn đến cái sự việc của CZ phải đi tù 4 tháng. Các bạn cũng đã nhớ cái thông tin đó rồi. Về mặt chắc chắn, tôi nghĩ là Tether cũng không phải nào mà chắc chắn được 100% đâu. Một mặt đó thì khi mà chúng ta nhìn thấy những cái thông tin như là Tether có lợi nhuận kinh khủng vừa qua cả BlackRock và có tài sản nhiều như vậy được chứng nhận bởi BDO. Không phải là kiểm toán nhưng mà ít nhất thì trong cái khoảng thời gian mà họ xem sổ sách của Tether thì BDO nói là họ thấy cái số tài sản này. Và các bạn cũng đã nhớ là... Cantor Fitzgerald là công ty mà họ nói là họ đang lưu trữ tài sản cho tether và CEO của Cantor Fitzgerald cũng đã lên tiếng nói là ông cho thể chứng minh là tether có số lượng tài sản này. một mặt khác đó thì chúng ta đã thấy có một số dấu hiệu thường không có rõ là bên trong như thế nào các bạn. Giống như là tại sao mà BDO lại không cung cấp dịch vụ kiểm toán toàn diện cho tether mà chỉ cung cấp những cái attestation các bạn, có nghĩa là những cái chứng nhận mà thôi. Trong thời điểm nào đó thì nghĩa cái gì các bạn, có nghĩa là họ chỉ kiểm tra là trong khoảng thời gian đó có cái số từ này, còn trước đó và sau đó ra sao đó, đó thì nó không phải là một cái kiểm toán toàn diện các bạn cho nên chúng ta cũng không có rõ. Và các bạn cũng thấy là họ để trực tiếp ở trên cái văn bản này là cái thông tin này chỉ dựa vào cái thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2024 mà thôi và họ không có kiểm tra bất cứ ngày nào khác ngoài cái ngày này. Thứ hai nữa là cái độ tin tưởng của chúng ta vào Canto là bao nhiêu thì cũng không có rõ rồi các bạn. Và điều kế tiếp nữa là liên quan tới luật MICA, ở châu âu thì các bạn cũng đã thấy được là công ty circle thì họ chấp nhận tuân thủ thương mica châu âu nó liên quan tới việc là phải có cái chứng chỉ hoạt động liên quan đến ngân hàng hay là các bạn phải có một cái hợp đồng với ngân hàng địa phương và phải để một số tiền gì đó trong ngân hàng cái đó thường cũng không có rõ chi tiết lắm các bạn thường chỉ biết là có một số quy định ở châu âu một cái công ty phát hành stablecoin phải tuân theo nếu như mà họ muốn tiếp tục cung cấp stablecoin ở châu âu thì tether là cái đồng lớn nhất hiện bây giờ nhưng mà họ lại quyết định là sẽ không tuân thủ thuật Mika và họ chỉ nói là cái luật này đã không được công bằng các bạn cũng thấy được là có một số điểm khiến cho chúng ta có lòng tin là theo được ngày càng vững mạnh và họ có cái số tiền cần thiết để đảm bảo cái số lượng token trên thị trường nhưng mà một mặt khác đó thì các bạn cũng đã thấy được là có một số điều chúng ta mãi mãi không có rõ và chúng ta chỉ hy vọng là Tether có thể vững chắc ít nhất là qua được năm sau các bạn, qua được cái mùa này. <laughs> Tại vì các bạn đã thấy được là thường nên những cái chuyện xấu nó xảy ra là sau khi mà tình hình thị trường chợ xấu hơn, khi mùa đông bắt đầu các bạn, các bạn nhìn thấy được là FTX sụp đổ, không phải là ngay cái thời điểm Boren năm 2021, ở những công ty như là Celsius, Voyager cũng không phải sụp đổ ngay thời điểm đó các bạn mà nó sụp đổ khi mà mùa đông tôi bắt đầu. Nhưng mà một khác đó thì chúng ta cũng đã thấy được là bao nhiêu năm qua bao nhiêu người đã nói là Tether có vấn đề, Tether có vấn đề bao nhiêu năm qua. Và Thuận đã từng chia sẻ với các bạn, nếu như mà các bạn nói với Thuận, các bạn trở về cách đây 5-6 năm, và các bạn bà, nói với Thuận là 5-6 năm sau, Tether vẫn là đồng stablecoin lớn nhất trên thị trường và nó càng lớn mạnh hơn nữa. Thì Thuận sẽ không tin được các bạn, nhưng mà đó là sự thật hiện bây giờ đó là một số điều tôi muốn cập nhật liên quan tới uh, Tether và tôi cũng đã chia sẻ mới đây đó có một cái bài được chia sẻ bởi một người có tên là Omid Melekan thường cũng không biết người này là ai đâu các bạn nhưng mà ông chia sẻ một số những cái quan điểm về meme coin và được đồng ý bởi Nick Carter các bạn Nick Carter là một trong những người mà nổi tiếng trong thị trường crypto này đó chính là người đứng đầu của quỷ Castle Island thì nói chung đó họ đưa ra một cái lập luận là nếu như mà Trump thắng thì cũng không có nghĩa là tốt cho Mim Coin thì đưa thường chia sẻ quan điểm của họ và một số những cái suy nghĩ cá nhân của Thuận cho các bạn có thể đưa ra quyết định cho bản thân của mình các bạn hãy comment bên dưới về cái suy nghĩ của các bạn sau khi mà Thuận chia sẻ cái thông tin này thì Nick Carter từ Castle Island Ventures đã đưa ra lập luận đó là việc Trump và đảng Cộng Hòa thắng cử có thể gây bất lợi cho Mim Coin lý do chính họ nói là vì bản chất của meme coin là một cái dạng chủ nghĩa dân túy kinh tế. Meme coin là một tuyên bố chống lại tokenomics không công bằng của các đồng coin cho các quỹ VC và những người có lợi ích nội bộ hậu thuẫn. Sự phát triển của cái đồng coin được hỗ trợ bởi các quỹ VC là một cái hiện tượng được thúc đẩy bởi môi trường chính sách bất lợi của chính quyền của chủ tịch SEC Gary Gensler và thượng nghị sĩ Elizabeth Warren khi mà hầu hết các nhà đầu tư ở Mỹ không thể tham gia ICO do các hạn chế về quy định nếu như mà Trump bà đảng Cộng Hòa giành quyền kiểm soát, họ có thể cho phép ICO hoạt động trở lại và cũng có thể kích hoạt các tính năng như là phí giao dịch, cổ tức token như là các bạn đu chữ token sẽ nhận được cổ tức dựa theo cái phí giao dịch thu được từ cái giao thức đó và những cái phương thức tạo giá trị kinh tế khác cho chủ sở hữu token mà meme coin hiện không có. Đó là cái lập luận đến từ Nick Carter và cũng là lập luận đến từ người này các bạn Omid Lakin. thì để thuận chia sẻ cái quan điểm cá nhân của thuận các bạn có biết thuận là một người mà không phải thích đầu tư meme coin đâu thuận lưu trữ một số lượng nhỏ Doge các bạn cũng đã biết rồi và thuận cũng không phải là người mà thường hay nói về meme coin trên channel này nhưng mà đây là một cái đề tài mà được nói rất là nhiều có thể nói là bài viết gần đây thì rất nhiều bài viết là họ nghiêng về meme coin các bạn về meme coin đó tuy là thuận không phải là một người mà thích đầu tư nhiều hay là nói nhiều trên channel này nhưng mà thuận vẫn tin meme coin là một phần của thị trường này và nó có vai trò riêng cũng như là Bitcoin có vai trò riêng các coin nền tảng có vai trò riêng meme coin có thể thu hút nhiều nhà đầu tư mới và từ đó họ sẽ tìm hiểu thêm về crypto có thể nói là có một số bạn ngay bây giờ thường chắc chắn đã tham gia vào thị trường này từ meme coin, các bạn có một số người đó họ nghe nói tới Bitcoin họ cảm thấy rắc rối họ nghe nói tới Ethereum hay là Solana về nền tảng hợp đồng thông minh thì đó lại càng rắc rối hơn nữa nhưng mà khi họ nghe nói tới meme coin thì nó lại dễ hiểu hơn các bạn nó giống như là một cái gì đó kích thích sự hiểu kỳ của rất là nhiều người cho nên uh, meme coin thật sự là có giá trị về việc thu hút người mới đến thị trường này và đương nhiên không phải ai cũng sẽ ở lại các bạn nhưng mà sẽ có một số bạn đang xem video này đến từ thị trường meme coin các bạn và sau đó các bạn đã ở lại thị trường crypto và tìm hiểu và đầu tư nghiêm túc hơn dài hạn và thuận đồng ý là nếu trump và đảng Cộng Hòa giành quyền kiểm soát. Điều này sẽ là tín hiệu tích cực cho thị trường crypto nói chung. Về phần meme coin đó thường không chắc chắn là chúng ta sẽ thấy phản ứng như thế nào. Nhưng mà dưới đây là một số cái ý kiến phản biện của Thuận giao dịch Meme Coin đó thì rất là mang tính giải trí các bạn đó là sự thật nó giống như là một cuộc thi sắc đẹp nơi mọi người sẽ bị thu hút bởi những gì hấp dẫn nhất và phụ thuộc vào năng lượng cộng đồng từ lâu chúng ta đã có những cái sở thích như vậy rồi giống như thường vừa chia sẻ với các bạn đó chúng ta nói tới những cái cuộc thi sắc đẹp đã có từ lâu rồi mà người ta chấm điểm chỉ dựa theo sắc đẹp mà thôi các bạn thì mimecoin cũng là như vậy và mimecoin là một cái phần của văn hóa tổ rồi và đa số nên người mua meme coin có thể không quan tâm nhiều đến chính trị cho nên ai thắng này nữa đó thì họ cũng có thể là không quan tâm nữa các bạn và meme coin thường có giá rẻ cho phép mọi người mua với cái số vốn đầu tư ban đầu tối thiểu giúp các nhà đầu tư bình thường có thể tiếp cận được dễ dàng và chúng ta cũng đã biết là meme coin cũng là một cách để mà thể hiện cái sự phản kháng cá nhân đối với giới quyền lực truyền thống cho một thế giới mà giá trị tài sản bị thao túng bởi giới tài phiệt việc, việc in tiền không kiểm soát và một hệ thống tài chính thiếu hợp lý thì đầu tư meme coin có thật sự là phi lý hay là không? Không phải nhà đầu tư nào cũng đầu tư dài hạn hết các bạn. Rất nhiều người đầu tư với tâm lý sổ số nhằm kiếm tiền nhanh. Trong thế giới mà hầu hết các dự án crypto đã đều không đạt được kỳ vọng nhiều người mua không thấy sự khác biệt rõ ràng giữa đầu tư và một đồng coin bình thường và một meme coin. Đây là một số những cái suy nghĩ của Thuận sau khi mà đọc cái bài viết này mà thôi các bạn nghĩ sao về meme coin các bạn hãy comment ở bên dưới. Và chúng ta còn một số thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta cùng nhau trung bình giá cao một tuần này. Chúng ta cũng có thông tin đến từ nước Nga các bạn. Nước Nga họ vừa ban hành luật mới để mà kiểm soát chặt chẽ crypto từ ngày 1 tháng 11 nghĩa là sắp sửa rồi các bạn. Luật này cho phép chính phủ áp đặt giới hạn đào tùy theo khu vực hoặc là dừng đào ở một số khu vực nhất định, quản lý hạ tầng và theo dõi giao dịch nghi ngờ rửa tiền hoặc là nghi ngờ tài trợ khủng bố. Đồng thời, Nga đang phát triển đồng group kỹ thuật số và hợp pháp hóa đào Bitcoin để giảm phụ thuộc vào USD và vượt qua lệnh trừng phạt thì nói chung đó các bạn thì được là nước nga bây giờ đã cũng đã rõ ràng hơn rồi bao nhiêu năm qua đó không rõ ràng các bạn nga là một trong quốc gia mà có lúc ủng hộ có lúc không ủng hộ nhưng mà đến thời điểm này đó thì rất rõ ràng là họ đã ủng hộ rồi nhưng mà đào bitcoin nó sẽ được quản lý chặt chẽ bởi chính phủ nga và chúng ta cũng nói tới tốc độ tính toán trên Bitcoin các bạn Cho dù tình hình ra sao đi nữa các bạn cũng nhìn thấy được Là tốc độ tính toán cứ tăng và tăng và tăng Đương nhiên có một số thời gian chúng ta nhìn thấy tốc độ tính toán nó có, có sự điều chỉnh Nhưng mà sau đó lại tiếp tục tăng trưởng và tiếp tục đạt đỉnh mới các bạn Cho dù ta trải qua bao nhiêu sự kiện lớn như là Trung Quốc cấm đào Bitcoin chúng ta trải qua vài đợt halving mà nhiều người nói sẽ khiến cho rất nhiều những cái công ty đào họ sẽ bỏ cuộc và mạng lưới nó sẽ trở nên không được an toàn. Sự thật không phải là gì các bạn mà ngay cả trong những thời điểm như là mùa đông crypto chúng ta vẫn tiếp tục thấy tốc độ tính toán tăng lên tại vì sao các bạn tại vì những cái công ty đào những thợ đào đó họ có lòng tin dài hạn vào bitcoin có thể nói bitcoin là cái đồng duy nhất mà chúng ta thấy là giá đi theo cái tốc độ đào ở trên mạng lưới chứ không phải là ngược lại những cái đồng khác đó mà theo hệ thống đào đến bây giờ các bạn thấy được là thường đó thì giá của đồng đó tăng dẫn đến nhiều người có hứng thú đào hơn nhưng mà ngược lại đối với bitcoin đó thì hầu như chúng ta thấy được là cái tốc độ tính toán chỉ tăng và tăng mà thôi và giá đó thì đuổi theo tốc độ tính toán trên mạng lưới của bitcoin đó là đồng duy nhất chúng ta cũng có một cái thông tin cũng đáng tiếc các bạn có một ứng dụng giả mạo là Curve Finance mang tên là Curve DeFi version 3 đã xâm nhập vào App Store của Apple và lọt vào top 100 ứng dụng tài chính vào ngày 26 tháng 10. Mặc dù đã bị cảnh báo là lừa đảo bởi nhiều người dùng, ứng dụng này vẫn thu hút người dùng tại châu âu mỹ đông nam á và nhiều khu vực khác gây nguy hiểm cho những ai mà vô tình trải về cho nên các bạn à, nếu như mà đã tải đó thì đừng nên đụng vào và cái ứng dụng này đó không biết được tạo ra bởi bạn nào nhưng mà dựa theo apple đó thì người có tên là tao dương vân hay là vân dương tạo thân cũng không rõ nữa các bạn nhưng mà đây là cái ứng dụng giả mạo và đây không phải lần đầu tiên nữa các bạn cũng nhớ là hồi tháng 2 đó cũng có một cái sự kiện tương tự đã xảy ra apple và google đã thường tưởng đâu là có những cái chế độ rất là gắt gao để mà kiểm tra những ứng dụng không biết tại sao chúng ta cứ tiếp tục nhìn thấy những ứng dụng giả liên quan đến crypto như vậy và chúng ta hãy dành mỗi thời gian để mà cập nhật vào phần trăm bịch thường có lời đi. Thì tính cho đến ngày hôm nay đó, giá đã trở về cái mức là gần 68.000 đô. Thì phần trăm bịch thường có lời à, đã trở về cái mức là 93.93% 93%, các bạn. Chúng ta vẫn chưa có trở vào của dùng màu đỏ nghĩa là hơn 95% có lời dựa theo Class no, Nhưng mà chúng ta cũng rất là gần rồi. Tại vì cái giá bây giờ đó cũng coi như là cao trong đời sử Bitcoin rồi các bạn. Và chúng ta cũng có thông tin liên quan tới là các tổ chức ở Nhật Bản đó chúng ta có một liên minh bao gồm là Mitsubishi nhưng mà là đơn vị tài chính của Mitsubishi hay còn gọi là MUFG Trust và Banking Corporation và những công ty môi giới như là Nomura và Daiwa Securities cùng các sàn giao dịch crypto như là Bitflyer và Bitbank họ đang đề xuất ra mắt các crypto ETF tập trung vào Bitcoin và Ether tại Nhật Bản Nói chung đó, thì ETF đã trở thành một cái gì đó mà nhiều những tổ chức tài chính họ đều muốn một là tạo ra những cái quỹ như vậy hay là họ muốn tham gia đầu tư vào các bạn. Và nói tới ETF đó, thì tuần vừa qua các bạn thấy được là những quỹ ETF đã thu mua tổng cộng là 15.194 BTC trong khi mà cái số lượng BTC đào được tuần này đây chỉ có 3.150 mà thôi. Có nghĩa là nếu chúng ta hiểu đơn giản là tất cả cái số lượng đào đều được đem lên sàn OTC bán đương nhiên thật không phải như vậy các bạn sự thật đó là những công ty đào họ sẽ giữ lại và không phải lúc nào họ cũng bán đâu nhưng mà cho là như vậy đi thì các bạn thấy được là cái số đào ra cũng không đủ để mà cung cấp cho những quỹ ETF khi mà họ thu mua như vậy và đương nhiên họ sẽ thu mua ở trên sàn OTC và nếu như mà không có đủ nguồn cung đó thì họ sẽ phải thu mua trên sàn spot các bạn và mỗi ngày chúng ta đều có dòng tiền vào dòng tiền ra gần đây chúng ta đã có một chuỗi dài dòng tiền vào các bạn và một ngày có dòng tiền ra rồi lại tiếp tục với một chuỗi ngày có dòng tiền vào thì đương nhiên mỗi lần mà có dòng tiền vào dòng tiền ra đó thì chúng ta đều không biết tại sao thật ra khi mà các bạn nhìn như vậy đó các bạn sẽ không thể nào thấy được toàn cảnh đâu quan trọng không phải là dòng tiền vào ngày hôm nay hay dòng tiền ra ngày mai mà chúng ta tính tổng đó thì tình hình như nào các bạn tình hình chúng ta nhìn thấy bên dưới này đó chính là cái số lượng được thu mua bởi những quỹ Bitcoin ETF các bạn liên tục tăng lên và chúng ta đã tính luôn cái phần được bán bởi Rayscale rồi cho tới bây giờ chúng ta nhìn thấy được là tính cho đến ngày 25 tháng 10 tổng cộng đã có hơn 22 tỷ đô la đi vào những nguyên ETF này rồi. Và khi các bạn tính cái ngày đầu tiên có ETF nghĩa là vào đầu tháng 1 tới bây giờ thì các bạn thấy được là giá Bitcoin thật sự phản rất là tích cực đối với Bitcoin Spot ETF. Và chúng ta cũng đang thấy được là cho dù là chúng ta tiếp tục thấy những quỹ như là Grayscale tiếp tục bán nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là ngược lại cái số lượng được thu mua đó là hầu hết là đi vào túi của BlackRock các bạn, IBIT họ ngày càng lưu trữ nhiều hơn và tính tới tuần vừa rồi đó họ đã có hơn 403.000 BTC các bạn chỉ trong thời gian có 9 tháng mà thôi và chúng ta chỉ nói riêng là một quỹ là BlackRock IBIT các bạn có nghĩ trong vòng vài năm tới đó họ sẽ lưu trữ bao nhiêu nữa cái sự ảnh hưởng của BlackRock ngày càng lớn mạnh các bạn bây giờ đó chúng ta thích tại vì uh, BlackRock đang thu mua các bạn nhưng mà một ngày nào đó chúng ta tỉnh dậy và thấy Black đó có hàng triệu hàng triệu Bitcoin lúc đó thằng nghĩ thường sẽ lo sợ một chút các bạn không biết là họ có những kế hoạch gì khác ngoại trừ việc là họ thu mua từ họ tin tưởng Bitcoin hay là không đối với Ethereum đó thì chỉ có một điều thường thể nói là bây giờ vẫn đang rất là ảm đạm các bạn nói chung cái sự quan tâm thật sự không có đối với lại ETF thì bây giờ chúng ta cũng có một số những cái ETF khác liên quan tới Litecoin, XRP và ngay cả Solana này các bạn nhưng mà đối với những nhà đầu tư phố đó nếu như mà chúng ta cũng không thấy cái đồng mà có vốn hóa lớn thứ nhì thu hút được dòng tiền thì khả năng những đồng còn lại đó sẽ không có thu hút được dòng tiền đâu các bạn. Chúng ta muốn thấy Ethereum có sự sôi so động và có thể chúng ta phải thấy dòng tiền mạnh tiếp tục chở vào Bitcoin ETF và giá của Bitcoin ngày càng tốt hơn. Và cái phần cuối video này chúng ta cùng nhau để mà chung bình giá Cardano đây là demo mà thôi các bạn đã cùng nhau tạo ra cái này hơn 2 năm các bạn ngay thời điểm bây giờ đó chúng ta đang gồng lời là 75.6% cái phần lời này đó thì chúng ta cũng đã nhớ là được chia ra bởi Bitcoin và Ether đáng tiếc đó thì Bitcoin chúng ta có cái phần lời là 121% nhưng mà Ether đó thì hai năm qua chúng ta trung bình giá thì cũng có lời các bạn nhưng mà phần lời nó yếu hơn nhiều là chỉ có 30% mà thôi cho nên khi mà trung bình chúng ta chỉ đang có phần lời là 75.6% nhưng mà các bạn nên nhớ là chúng ta đã chung bình giá hơn 2 năm thì đối với chung mình giá đó cái phần lời nó không phải là một lệnh hay là một phần của danh mục đầu tư mà nó là cho cả một cái portfolio của các bạn nguyên một cái danh mục đầu tư luôn có cái phần lời như vậy và các bạn trung bình giá càng lâu đó thì cái số tiền các bạn trung bình giá càng nhiều và cái phần lời đó sẽ tính trên cái số tiền nhiều hơn cho nên khi các bạn trung bình giá nhiều năm đó thì các bạn sẽ được là cái phần lời đã áp dụng một số tiền lớn dẫn đến là tính theo đô la các bạn sẽ có lời nhiều hơn và chúng ta nhìn thấy được là hiện bây giờ đó chúng ta đang có 46.700 đô sau khi mà trung bình giá hơn 2 năm 100 đô và bình không 100 đô vào Ether mỗi một tuần và hiện bây giờ đó 20.000 đô là tiền lời rồi các bạn chúng ta đang gồng hiện bây giờ thì ngày hôm nay đó chúng ta sẽ cùng nhau chung mình giá cho Bitcoin và Ethereum cũng như mọi khi Thì với cái mức giá hiện bây giờ đó của Bitcoin thường refresh lại là 67.704 Thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được là 0.00148 BTC mà thôi các bạn Đương nhiên khi mà giá cao đó cùng một khoản tiền chúng ta mua được ít Bitcoin hơn Cho nên chung mình giá nó có hiệu quả khi mà chúng ta đang ở mức thấp một thời gian dài các bạn Chứ không phải là lúc mức cao Chúng ta bây giờ hãy bấm Add Transaction. Chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho Bitcoin tuần này các bạn. Chúng ta sẽ trở lại tuần sau để mà xem tình hình. Và đối với Ether đó thì hiện bây giờ ở mức là 2493. Thì 100 đô chúng ta có thể mua được là 0.0401 Ether. Thông bấm về Add Transaction. Và tuần sau chúng ta sẽ trở lại xem coi là danh mục đầu tư demo này đến đâu rồi các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhiều, nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu nhiều ra dành riêng cho cộng đồng của thuần capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link cho mình dưới video này để tìm thêm ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30 phần trăm khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit OKX, XM, Binance, Alineax và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp cảm ơn các bạn đã ủng hộ